Xin chào các bạn đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu mẫu xe đạp địa hình Twitter Warrior, một tấm mẫu xe đạp địa hình full carbon, chạy bộ đồ chuyển động cũng cực kỳ là cao cấp của dòng Shimano, là đề sau SLX gạt đĩa trước Shimano DOG, chạy 11 tầng líp và 3 tầng đĩa cho xe 33 tốc độ khác nhau. Toàn khung của chiếc xe thì như các bạn thấy trên hình full carbon. Toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, đồ đạc là zin tất tần tật 100%. Trên nguyên bản nước sơn tông màu đỏ đen cực kỳ đẹp. Toàn bộ phần khung thì full carbon, thì có thấy những cái đường vân carbon. Nước sơn của chiếc xe các thứ là còn rất là đẹp. Dây chạy âm sườn, đùi đĩa chụp rỗng dây chụp pick, và có bộ vành cũng là dây chụp pick. Như các bác đã biết thì cái dòng Twitter này thì cái phụ tùng nguyên bản của những cái dòng Twitter đều là dây chụp pick, phụ tùng sản xuất riêng cho dòng Twitter. Cái bộ group sau của chuyển động sau là Shimano SLX, nó cũng cực kỳ cao cấp của dòng Shimano về địa hình. Đấy, 11 tầng líp và bên trên này là DOG XT. Nó gần như là cao cấp nhất, nó là cao cấp nhất của dòng Shimano địa hình, DOG XT. Đấy, 3 tầng đĩa. Sử dụng bộ vành bánh 26 inch, mirror bi vòng cuối lỗ. Phần ghi đông của chiếc xe cũng được trang bị bộ tay bấm của DOG XT, DOG Shimano SLX, bộ phanh dầu của Shimano, giảm sóc hơi, theo xe, cấu hình cực kỳ ngon. Đang bán chiếc xe chỉ có là 11.600.000, 11.600.000 mà các bác đã được một chiếc xe full carbon này, đồ đạc, bộ chuyển động này, cao cấp này, giảm sóc hơi. Rồi em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Tay xem đo từ tâm trục đạp với khóa cọc yên là 43 cm, khóa yên với tâm cổ phốt là 56 cm. Xe của các bác đi được khoảng 63.4, khoảng 1m75, đây là phù hợp. Bộ chuyển động của chiếc xe rất là mượt mà, đến cực kỳ nhẹ nhàng, để làm cao cấp của dòng Shimano. Cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán chiếc xe với mức giá chỉ là 11.600.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác có quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đã đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của những bên lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.